thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa chính thương ngát hương ngây ngất thiên đường. Mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Con nhìn theo đám mây, mây đưa mẹ về thiên cung, lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. Thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trong nhiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ chẳng vướng tội truyền. Bông huệ ngát hương thiên, mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thân xin giới thiệu. Hôm nay thánh lễ đồng tế có lẽ đông các cha hơn những năm trước. Hiện hiện trên bàn thờ hôm nay có cha, đây cũng là giáo sư Quốc Lâm, còn đây là cha Thomas, cha Bắc cũng quê Quốc Lâm. Còn cha bên phải tôi là cha Chánh xứ Thủ Lựu. Có lẽ là liên quan đến ông bà cố của cha Bắc, cũng như là có một cái sự nhiệt tâm, nhiệt tình và hiệp hành với cộng đoàn chúng ta. Còn cha đây thì ngài thuộc giáo Phận Vinh, nhưng mà tôi cũng chưa kịp hỏi thì chắc có lẽ một cái sự liên hệ đặc biệt với quý cha hoặc là một vài người trong chúng ta. Nhưng mà điều đó chúng ta cũng rất là cảm ơn và ngài đã hiện diện hôm nay. Thôi thì trước khi bước vào thánh lễ, chúng ta vỗ một tràng pháo tay để cho nó mừng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Thưa cộng đoàn, thánh lễ trọng Đức Maria hồn xác lên trời, mừng một biến cố xác tín trong tín điều mà mới được công bố cách đây ít năm thôi. Nhưng chúng ta nhìn vào sự kiện đó để chúng ta thấy có một cái sự liên hệ rất đặc biệt giữa Đức Maria và mỗi người chúng ta. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta đã tuyên xưng là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng chết. Điều đó là một cái sự liên hệ đặc biệt, bởi vì qua tín điều này đã được các giáo phụ và các giáo mục loại bỏ đi cái trường hợp lạc giáo. Đó là bộ Đức Kitô được cứu mang bằng chính máu huyết của Đức Maria, chứ không phải là được sinh ra từ Đức Maria, cũng không phải là được sinh ra ngang qua Đức Maria theo một cái dạng gọi là gần như là đẻ thuê, đẻ mướn.
Nói như vậy để rồi chúng ta thấy liên hệ đặc biệt trong lời kinh tiền tụng là Chúa Cha không muốn Đức Maria phải cảnh hư nát trong phần mộ, vì người đã sinh hạ con cha yêu quý là đứng ban sự sống. Biến cố Đức Maria về trời củng cố hơn cho mỗi người chúng ta với sự liên hệ, với sự vinh thăng của thân xác con người. Thánh lễ này cũng hướng chúng ta về sự liên hệ giáo xứ khởi nguồn của chúng ta, để rồi trong cuộc sống này chúng ta cũng liên hệ với nhau trong cái tính cách hiệp hành của Hội Thánh, để qua biến cố này chúng ta dâng lên Chúa để tiếp tục xin Mẹ qua lời cầu bầu của Mẹ. Chúng ta không chỉ được ơn chết lành, và nhất là xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Trong thánh lễ này chúng ta cũng hướng đến những người quê quốc Lâm, những người còn sống ở cộng đoàn chúng ta đây, hoặc là ở bên nước ngoài, hoặc ở đâu đó, cũng như là những linh hồn liên hệ với giáo xứ quốc Lâm chúng ta đã qua đời. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Con vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài Trích Sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra, và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu na chuyển bụng và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một con rồng đỏ khổng lồ, có 7 đầu, 10 sừng, và trên 7 đầu đội 7 chiều thiên. Đuôi nó kéo đi 1/3 tinh tú trên trời mà lém xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của người, còn bà thì trốn lên rừng vắng ở. Ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: Lạy sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và y quyền của Đức Kitô của người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại,
là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thử sự chết kẻ sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai đấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người sống thế. Rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth vừa nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bao nhiêu năm chúng ta đi tham dự lễ Đức Mẹ lên trời, là bao nhiêu năm chúng ta được nghe về định tín mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Về tín điều này, mỗi người chúng ta đều xác tín, bởi vì các giáo phụ, các đức giám mục, linh mục và toàn thể giáo dân đều tuyên tín như thế. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa,
Đấng đã được Chúa giữ đồng trinh trọn đời, Đấng đã được diễm phúc vô nhiễm nguyên tội, đã được Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Chúng ta tuyên tín như thế, nhưng trong bối cảnh của ngày gặp gỡ hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em điều mà dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm. Đó là chúng ta trước khi có những cuộc gặp gỡ bình thường giữa đời sống hôm nay, chúng ta phải tìm để có được những cuộc gặp gỡ linh thánh nhất. Trong bài đọc 1, chúng ta đã được Thánh Gioan ghi lại lời trong sách Khải Huyền về một cuộc thần hiển mà chính Gioan đã cảm nghiệm trong đời sống của ông. Nếu chúng ta để ý tới một người nữ đầu đội mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, thì chúng ta thử đọc lại ngay đầu bài đọc 1. Chúng ta thấy gì thưa quý ông bà anh chị em? Đền thờ Thiên Chúa mở ra. Nếu đền thờ Thiên Chúa không mở ra, liệu Thánh Gioan có chiêm ngắm được điều mà hôm nay Ngài đã ghi lại trong sách Khải Huyền hay không thưa quý ông bà anh chị em? Chắc không có. Tức là gì? Ngài phải có một cảm nhận thật sâu về đức tin và lòng mến để Ngài có thể cảm nghiệm được điều mà Chúa đang muốn nói với Ngài. Đền thờ Thiên Chúa mở ra, đó một điều thánh thiêng nhất, đó là nước trời mà Ngài đã được chiêm ngắm. Nơi ấy, người nữ mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là hình ảnh của Israel, dân của Chúa, mặt tròn đầy nơi Đức Maria mà chúng ta hay gán trong. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Mẹ là một người vẹn toàn, không tỳ tích, không vết nhăn, đã được Chúa đưa lên trời. Ân thưởng cho Đức Mẹ, bởi Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa hằng sống. Phần thưởng ấy, mỗi người chúng ta cũng được chiêm ngắm. Để rồi chúng ta thấy được cuộc gặp gỡ của Thánh Gioan làm cho Ngài khắc cốt ghi tâm, đến độ Ngài ghi lại cuộc thần hiển ấy một cách rõ ràng. Cuộc gặp gỡ linh thánh để đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ bình thường giống như bao cuộc gặp gỡ khác. Đó là điều chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Thánh Elizabeth. Chắc đối với bao người chúng ta, hằng ngày chúng ta cũng có những cuộc gặp gỡ ấy. Nó bình thường lắm thưa quý ông bà anh chị em, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với Mẹ Maria và bà Thánh Elizabeth thì hôm nay lời tin mừng Thánh Luca ghi lại nó thật sống động và trào tràn niềm vui. Một cuộc gặp gỡ của tình người mà trong đó lại chan hòa tình Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Luca đã ghi lại khung cảnh đó như thế nào? Khi mà Đức Maria vào nhà chào bà Elizabeth thì bà Elizabeth đã vui mừng để nói lên rằng: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Bởi vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì hài nhi trong bụng tôi nhảy lên vui sướng. Cuộc gặp gỡ giữa hai người chị em bình thường lắm, một người trẻ, một người già, nhưng mà có một điểm chung là đang cưu mang đứa con trai của mình, một người cưu mang Thiên Chúa Đấng hằng sống, Đấng cứu độ, một người cưu mang Đấng đến để dọn đường cho Chúa, một người cưu mang Đấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, một người cưu mang Gioan Tẩy Giả, Đấng sẽ đến để rồi nói với mọi người rằng: đây là chiên Thiên Chúa. Chính cuộc gặp gỡ này, bởi tác động của Chúa Thánh Thần mà hai người mẹ gặp nhau trong niềm vui trào tràn. Cuộc gặp gỡ tưởng rằng bình thường lại trở thành phi thường trong những con người luôn mang Chúa trong mình. Để rồi khi Mẹ Maria
lắng nghe lời bà Elizabeth nói, mẹ đã cao rao để ngợi khen Chúa qua bài ca Magnificat. Chúng ta nhận ra điều mà mỗi người chúng ta đón nhận hôm nay, đó là khi chúng ta chứng kiến những cuộc gặp gỡ, những cuộc gặp gỡ bình thường hay những cuộc gặp gỡ thần linh, chúng ta nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang được sống trong niềm vui và sự hy vọng tràn trề, và một đời sống mà đền thờ Thiên Chúa mở ra đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa ở đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự và hôm nay nơi thánh lễ này, chúng ta đang làm cho đền thờ Thiên Chúa mở ra bởi chúng ta được lắng nghe lời hằng sống, lời của Chúa qua bàn tiệc lời Chúa. Và đặc biệt tí nữa đây, chúng ta lại được chủ tế tái hiện lại hy tế thập giá năm xưa của Chúa Kitô trên bàn thờ thập giá, để rồi chúng ta lại một lần nữa chúng ta thấy đền thờ Thiên Chúa mở ra. Nơi ấy chúng ta không phải mường tượng giống Thánh Gioan ghi lại những gì thần hiển, nhưng chúng ta chứng kiến một cách tỏ tường. Chúng ta được mời gọi đến gặp Chúa để chúng ta đón nhận nguồn sống là chính Thánh Thể Chúa, để rồi chúng ta được mời gọi nên một với Chúa. Đó là điều mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi và sống trong đời sống của mình. Và khi chúng ta có tương quan gặp gỡ Thiên Chúa, một tương quan thần linh như thế, chúng ta sẽ giống như mẹ mang Chúa đến cho anh chị em mình. Cuộc gặp gỡ giữa tình người sẽ giúp chúng ta lan tỏa tình Chúa nơi mà mỗi người chúng ta, những Kitô hữu đang cưu mang. Để khi chúng ta cảm nhận như thế, chúng ta cũng được mời gọi hãy sống như mẹ Maria đã sống. Hãy sống chan hòa tình Chúa và tình người nơi chính bản thân cuộc đời mỗi chúng ta. Muốn vậy, chúng ta hãy noi gương mẹ để sống đức tin một cách vững vàng. Một đức tin mà bà Thánh Elizabeth đã ca ngợi: em có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện tất cả những gì Ngài đã nói với em. Với đức tin ấy, chúng ta sẽ luôn có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ linh thánh trong thánh lễ như vừa nói. Để rồi noi gương mẹ, chúng ta cũng biết mở lòng, biết quan tâm và mang hạnh phúc đến cho anh chị em mình. Muốn như thế, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy sống như mẹ, trở nên người nghèo của Thiên Chúa. Kẻ đói nghèo Ngài ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Mẹ nghèo không phải là nghèo về vật chất, nhưng nghèo về tinh thần. Mẹ luôn luôn cảm thấy khát Chúa để luôn luôn có Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta mãi mãi trở thành tôi tớ của Chúa, khiêm tốn đến với Chúa để cảm nhận ân ban đức tin, để rồi với ân ban ấy giúp chúng ta sống tình người. Có một câu chuyện kể lại một người mẹ quê, tuy không biết chữ, nhưng khi con của mình xa nhà đi học, bà đã viết những lời cho con của mình với những chữ to nguệch ngoạc. Bà viết như thế này: mẹ ít học hơn con, nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng, con đi xa hãy nhớ, ăn một miếng của người, con tạc ân vào dạ. Học một chữ ở đời, con xem nặng nhẹ bao nhiêu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời dặn thật mộc mạc của người mẹ quê, nhưng chất chứa trong đó tình yêu đủ lớn để cho con của mình bay cao bay xa. Mẹ Maria hôm nay cũng hướng chúng ta về, để chúng ta cùng với mẹ, chúng ta đem ơn cứu độ đến cho anh chị em mình. Cùng với mẹ, để chúng ta hiệp lời cầu xin cho từng người chúng ta luôn sống đức tin của mình một cách vững vàng. Và để với đức tin ấy, chúng ta sẽ sống tình người nơi chính cuộc gặp gỡ của từng người chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chính khi ấy, chúng ta đang sống trọn vẹn ơn gọi đức tin của mình. Để rồi hôm nay, trong hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ Hội đồng Hương Quất Lâm, chúng ta cũng được mời gọi
những người mà chúng ta cùng quê hương để cùng gặp gỡ nhau trong tình Chúa, trong thánh lễ này, để chúng ta kết nối với nhau trong tình người giữa cuộc sống hôm mai, để với sự kết nối ấy chúng ta luôn luôn được trào tràn niềm vui và bình an. Anh chị em thân mến, mừng lễ mẹ Maria được Chúa đưa lên trời cả hồn xác. Chúng ta được mời gọi hướng lòng trí lên những điều cao cả trên trời, ước mong được cùng mẹ hưởng hạnh phúc quê trời. Chúng ta tha thiết dâng những lời nguyện xin. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Xin cho mọi thành phần dân Chúa kiên vững tin bước trên con đường khiêm hạ và yêu thương, thanh thiện và vâng phục thanh y Chúa như mẹ Maria, để mai ngày được cùng mẹ hưởng phúc quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người. Xin cho con người ngày nay vượt thân các ham muôn trần gian, hướng lòng chi về những giá trị trường tồn, để sống theo chân lý và tình yêu của Đức Kitô mà đạt tới sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn kết hợp mật thiết với Chúa qua đời sống phụng vụ và tin tưởng thực thi lời Chúa trong đời sống hàng ngày, để được hưởng phúc nước Chúa trời hứa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc. Xin cho các thành viên trong hội đồng hương Quốc Lâm biết yêu mến mẹ Maria, noi gương mẹ sống, cùng mẹ tôn vinh Chúa bằng cuộc đời thanh thiện ngay lành, hầu mai này đã được hạnh phúc thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương mẹ Maria, sống trọn thánh ý Chúa, để được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận quy lễ bởi Thánh Cha để ta tôn tôn vinh Thánh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể ơn Thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời Đức người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời, người là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con Cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng: trời đất đầy vinh hoàng Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Chúng tôi đến lộ đền nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức anh, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là
trên mau thầy, mau sao ước mơ vàng vinh cưu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trời và tên dâng Chúa xong lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thanh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiên lễ hội thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bô dương bởi mình và mau con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thân Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhắm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mạc khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến tôi tớ Cha là các linh hồn cha cô và những người trong cộng đoàn giáo xứ Quất Lâm chúng con đã qua đời mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người, khi người cho xác kẻ chết và sống lại từ bụi đất, và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người đang biên căng bừng tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đem lòng Cha qua mọi thời đại. Xin thương nhận hên thay vào nương Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con và khi đứng thấy tưởng tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha luôn khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Cha,
là Thiên Chúa toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dân, chúng ta gian nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng xa, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chứ cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xóa tội. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đấng trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Mình Ngài nuôi sống đoàn chiên, Ngài đã ban nào là tình thương ấp ủ diệu hiền, Ngài đã ban
lương thực hàng ngày no ấm dư đầy. Vời vời khôn xanh, mối tình Ngài là quá yêu thương. Ngài đã ban đầu là một ngày tươi sáng bình an. Ngài đã ban nào là một đêm giấc ngủ dịu dàng. Ngài đã ban đâu là cuộc đời may mắn đêm ngày. Vời vời khuôn xanh, mối tình Ngài là quá yêu thương.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đứng ban sự sống. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Vâng, và giờ đây con mời quý cha an tọa, mời cộng đoàn an tọa. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý cố, quý khách, kính thưa quý ông bà, anh chị em hội đồng hương. Trong niềm hân hoan giáo hội hoàn vũ, trọng kính mẹ Maria hồn xác lên trời, cũng là quan thầy của hội đồng hương chúng con. Chúng con hân hoan tri ân quý cha, quý tu sĩ đã không quản đường xá xa xôi về đây để hiệp dâng lên mẹ lời tri ân cảm mến. Trước là cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, sau là xin mẹ chúc phúc cho mọi người, mọi nhà trong hội đồng hương quốc năm chúng con. Chúng con xin thay lời cho mọi người trong hội, kính chúc quý cha, quý thầy, quý sơ hồn an xác mạnh, là đứng chăn chiên lành dẫn dắt đoàn chiên chúng con về tới bến bình an. Chúng con không quên cảm ơn cha chánh xứ giáo xứ Tân Phước đã tạo điều kiện cho chúng con được tổ chức thánh lễ tại giáo xứ này một cách trang nghiêm, long trọng và thân thiện. Chúng con cũng xin gửi tới quý vị trong ban hành giáo xứ, các giáo họ trong xứ, các anh chị em trong ca đoàn xứ, ban nhạc tây giáo xứ Phước Hưng lời biết ơn sâu sắc đã giúp đỡ nhiệt tình chúng con trong cuộc rước và thánh lễ. Một lần nữa, chúng con xin Chúa và mẹ Maria tuôn đổ muôn hồng ân xuống nơi quý cha, quý thầy, quý sơ và quý khách, cùng toàn thể mọi người, mọi nhà trong hội đồng hương quốc năm. Chúng con chân thành tri ân và cảm tạ. Hội chúng con kính dâng quý cha bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn, mong quý cha vui lòng đón nhận. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Và ngay sau thánh lễ này, chúng con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý vị ân nhân, quý ông bà anh chị em hội viên rời gót về nhà hàng Kim Sơn 2 để dùng bữa cơm thân mật với hội chúng con
chúng con xin chân thành cảm ơn. Chào đón quý cha, quý dì, quý chức, quý ân nhân, quý vị khách quý, quý hội viên cùng gia đình về tham dự tiệc mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời của Hội Đồng Hương Quốc Lâm, khu vực Phước Tỉnh, Phước Hưng lần thứ 27. Lời đầu tiên, con xin được gửi đến quý cha cùng toàn thể quý vị lời chào trân trọng. Kính chúc quý cha và quý vị một buổi trưa tràn đầy niềm vui trong hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Trọng kính quý cha, kính thưa toàn thể quý vị, hình ảnh Đức Mẹ cả hồn lẫn xác về trời là một đặc ân Thiên Chúa ban tặng cho mẹ. Hình ảnh ấy cũng là một dấu chỉ về ân ban cứu độ và lòng cậy trông nơi mẹ, nữ vương nhân lành. Chỉ cần mỗi người chúng ta có lòng cậy trông vào nơi mẹ, mẹ luôn sẵn sàng đưa tay nâng đỡ, tựa như lời kinh hãy nhớ. Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ chẳng nhậm lời. Trong niềm vui hân hoan, giáo hội mừng trọng thể lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cách riêng là bổn mạng của Hội Đồng Hương Quốc Lâm, khu vực Phước Tỉnh, Phước Hưng lần thứ 27 là cơ hội để toàn thể quý hội viên trong Hội Đồng Hương Quốc Lâm được quy tụ về nhà hàng Kim Sơn 2, chung chia niềm vui sau thánh lễ tạ ơn mừng kính mẹ hồn xác lên trời tại thánh đường giáo xứ Tâm Phước. Và đó cũng chính là lý do của buổi tiệc mừng ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được mời lên sân khấu Bác Chính, trưởng ban tổ chức sẽ khai mạc phát biểu. Xin cảm ơn MC. Trước khi đi vào chương trình, con mời tất cả mọi người đứng lên cùng với con hát lên một ca khúc, đó là ca khúc Nữ Vương Hòa Bình, để tôn vinh Mẹ Maria, cầu cho hòa bình của thế giới, nhất là ở Liên Xô, Ukraine và đất nước Do Thái và Iran đang chiến tranh chết chóc. Xin Mẹ Nữ Vương hồn xác lên trời, cũng là Nữ Vương Hòa Bình, ban tràn đầy hòa bình cho nhân loại trên thế giới này. Và kính mời mọi người đứng lên nào. Kính mời Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ Maria, tôn hô Mẹ đầy ơn phúc,
tung hô mẹ Maria, tung hô mẹ đầy ơn phúc, đầy nguồn sáng yên vui chan hòa. Mẹ chẳng vương tội chuyện bao. Mẹ là sáng khắp đất nước bao la, tung tung hô mẹ Maria, tung tung hô mẹ đầy ơn phúc, mẹ là sáng yên vui chan hòa. Vâng, xin một tràng vỗ tay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Và cầu xin mẹ nữ vương hòa bình ban tràn đầy hồng ân cho thế giới, nhất là hòa bình cho đất nước đang chiến tranh. Kính mời quý vị an tọa. Trọng kính quý cha, con xin được thay lời cho hội đồng hương Quất Lâm xin được hân hoan chào mừng tới tất cả các quý cha đồng hương, quý cha khách và toàn thể quý cố, quý ông bà trong hội đồng hương Quất Lâm. Các cháu học sinh giỏi đã về đây để dự bữa tiệc mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, nữ vương hòa bình cũng là mẹ của giáo hội, mẹ của hội đồng hương Quất Lâm. Chúng con tổ chức lần thứ 27 để họp mặt toàn thể mọi người trong hội chúng con. Sau đây, con xin được trân trọng giới thiệu. Năm nay, hội chúng con có tổ chức đi biếu quà các cụ già từ 70 năm tuổi trở lên với 40 năm phần quà cho các cụ. Đó là một chút tấm lòng của hội đồng hương chúng con. Mong các cụ cùng nhận cho chúng con. Chúng con cũng rất là vinh dự được 120 cháu học sinh giỏi xuất sắc là con em của hội chúng ta. Giờ đây, con xin được kính mời lên sân khấu 3-4 cụ một lúc để chụp hình lưu niệm. Kính mời ông trưởng thiện lên trên này và ông phó dưỡng cùng các ông trưởng hội chuẩn bị. Về phía khu vực Phước Tỉnh, gồm có 10 cháu, xin kính mời lên sân khấu. Ông trưởng 7 khu vực Tân Phước, gồm có 5 cháu. Khu vực ông Từ, ông Thắng, ông Minh, 13 cháu. Xin kính mời các cháu nào ở khu vực Phước Tỉnh đứng lên nào, lên trên này. Kính mời đâu rồi? Ông bà Trọng Kiều và ông bà trưởng tỉnh lên sân khấu trao quà cho các cháu nở nớ đứng đằng sau. Đây là ba khu vực Phước Tỉnh, Tân Phước, Phước Thắng, Phước Bình. Các cháu nhận xong rồi là xuống dưới là các cháu để lại, các ông thu lại nhá. Rồi các cháu lên sân khấu nào. Để các lên hết đi. Rồi, cho chàng vỗ tay chúc mừng. Đây là gương mặt các cháu học sinh giỏi. Rồi, các cháu để các cháu để lên đây và để xuống nào. Đâu rồi, xuống đây, xuống nào. Sau bữa tiệc là nhận quà, sau bữa tiệc nhận quà sau nhá.
Rồi, sau bữa tiệc nhận quà. Cảm ơn ông bà Trọng Kiều. Cảm ơn ông trưởng Bảy, cảm ơn ông bà trưởng tỉnh nhá. Vâng, kính mời các cháu xuống chuẩn bị dùng tiệc. Và sau đó là chúng ta nhận quà sau bữa tiệc nhá. Giờ đây chúng ta làm dấu xin Chúa Thánh hóa trong buổi tiệc hiệp thông này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thánh hóa của ăn của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhìn giờ đây xin chúng ta một tràng pháo tay. Vui, chúc mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Con xin cảm ơn Cha. Và tiếp tục, kính mời khu vực Phước Thái, ông Dương sẽ đưa các cháu lên sân khấu. Ông Hùng, ông Dũng và ông Dương, ông Thỏa là ba quý vị đưa các cháu lên sân khấu ạ. Chúng con hân hoan kính chào Cha Chánh Sứ Giáo Sứ Tân Phước, Cha Tôma Giáo Điểm Tam Phước và Cha Chánh Sứ Giáo Sứ Thủ Niêu. Quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng ạ. Vâng, xin chúc mừng. Kính mời ông Dương nào. Ông Dương, ông Hùng, ông Dũng. Rồi, xếp hàng, xếp hàng. Rồi, mời bà Cố Sướng với bà trưởng Phượng. Mời các ông trưởng lên đây đi. Ông trưởng đâu? Trưởng Thắng lên đây. Ông trưởng Thắng, ông trưởng Dũng lên. Các cháu cầm cái phiếu này để chụp hình lưu niệm, sau đó trả lại cho ban tổ chức. Và cuối bữa tiệc nhận quà tại nhà hàng nhá. Tại cuối nhà hàng kia. Vâng, quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, chúc mừng ba khu vực ạ. Vâng, rồi, cảm ơn các cháu, các cháu. Tiếp tục các cháu ở trên Phước Nâm và Hải Nâm và các khu vực. Kính mời ông trưởng Cầu, ông trưởng Sơn, ông trưởng Nam, ông trưởng Điền. Các cháu khu vực Hải Nâm, Phước Nâm, khu vực Nắng Cát, Kim Hải sẽ lên sân khấu đi. Cả các cháu mái ấm Thi Ân nữa nào. Bốn cháu ở mái ấm Thi Ân cũng lên sân khấu luôn nào. Kính mời lên khẩn trương nào. Đâu rồi bốn cháu mái ấm Thi Ân đâu, lên khẩn trương. Đâu còn cháu nào nữa không ạ? Kính mời bà Cố Bang đâu ạ? Với này bà Phó Tấn lên trên sân khấu để trao quà cho các cháu. Ông bà Phó Tấn ạ. Ông bà Phó Tấn và bà Cố Bang ạ. Vâng, bà Cố Bang. Ông bà Phó Tấn đâu rồi? Ông bà Phó Tấn Hải Nam ạ. Ông kính mời cháu học sinh giỏi lớp 12, con ông bà Hớn ở Phước Thái nào. Cháu lên sân khấu để đọc lời cảm ơn. Đâu rồi cháu? Xin kính mời cháu đây rồi. Được rồi, vâng, đây là có này. Trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị khách quý, quý ông bà, cha mẹ, các bạn sinh viên, các em học sinh giỏi. Lời đầu tiên con xin gửi tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, toàn thể quý vị hiện diện nơi đây lời chúc bình an trong Chúa và mẹ Thánh Quan Thầy.
Con xin thay lời các bạn sinh viên và học sinh giỏi năm học 2023-2024 của Hội đồng Hương Quốc Lâm. Chúng con xin tri ân tấm lòng của quý cha, quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân, quý ông bà, cha mẹ và mọi người dành trọn cả cuộc đời vì thế hệ mai sau chúng con. Chúng con xin hứa luôn tu dưỡng đạo đức thật tốt, học thật giỏi, luôn đạt điểm cao trong học tập, xứng đáng danh hiệu con ngoan trò giỏi để không phụ lòng của quý cha, quý ông bà, cha mẹ và mọi người luôn đồng hành cùng hội chúng con. Trọng kính quý cha, quý khách, quý ông bà, cha mẹ cùng tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Một lần nữa con xin thay mặt các bạn con sinh viên, học sinh của Hội Đồng Hương Quốc Lâm, chúng con xin hứa cố gắng hơn nữa trong học tập, tu dưỡng đạo đức thật tốt để không phụ lòng của quý cha, quý vị và ông bà cha mẹ, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, kính dâng lên Chúa và Mẹ Thánh Quan Thầy bổn mạng của hội. Con xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Vâng, cảm ơn cháu là một học sinh giỏi lớp 12 ở khu vực Phước Thái. Cháu học rất giỏi và chúc toàn thể các cháu, trong đó có cháu, sang năm 2024-25 đạt thành tích tốt để chúng ta có nhiều thêm nhiều học sinh giỏi và xuất sắc hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách quý cố, quý vị ân nhân, con xin được một lần nữa hân hoan chào đón các quý vị đồng hương bạn đã về dự ngày hội với Hội Đồng Hương Quốc Lâm chúng con. Đồng hương Giao Phong, đồng hương Bùi Chu, Bùi Đề, An Chu, tỉnh Đồng Nai, Hội Đồng Hương Thánh Gia, Hội Đồng Hương Xuân Hà, giáo họ Phao Nô, giáo xứ Phước Hưng, gia đình Phan Si Cô, toàn cục năm giáo xứ, Hội Đồng Hương Phương Chính, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Phước Bình đã về dự chung vui cùng Hội Đồng Hương Quốc Lâm chúng con. Xin một tràng vỗ tay chúc mừng ạ. Sau đây kính mời Hội Đồng Hương Thánh Gia có nắng hoa lên chúc mừng Hội Đồng Hương Quốc Lâm. Kính mời ông trưởng tỉnh và ông phó dưỡng lên sân khấu để nhận nắng hoa. Vâng, cảm ơn Hội Đồng Hương Thánh Gia luôn đứng ở giữa, một bên là Đức Mẹ, một bên là Thánh Giuse, như vậy là cùng liên kết thật là tốt đẹp với Hội Đồng Hương Quốc Lâm chúng con. Chúng con hôm nay đặc biệt giới thiệu với quý cha, quý vị, nhất là chúng con xin cảm ơn cha Chánh Xứ Giáo Xứ Tân Phước đã tạo mọi điều kiện cho Hội Đồng Hương Quốc Lâm chúng con tổ chức cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ cũng như thánh lễ. Có các cha của đồng hương chúng con, có các cha khách ở Thủ Niu, cha khách ở địa phận Vinh cũng về để cùng chung vui với Hội Đồng Hương chúng con. Đặc biệt là lời chia sẻ của cha Tô Ma, giáo điểm Tam Phước đã để lại thật nhiều những dấu ấn và linh thánh cho tất cả Hội Đồng Hương chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha Ninh Hướng chủ tế hôm nay. Một lần nữa xin toàn thể hội trường, nhà hàng chúng ta chúc mừng quý cha một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Con kính mời cha dòng là người Quốc Lâm, mà cha là cha dòng ở Huế, là cha Ti, là sẽ lên sân khấu để có đôi lời với quý ông bà và Hội Đồng Hương. Đây là một người con Quốc Lâm mới thụ phong linh mục. Xin kính mời cha Ti đâu rồi ạ? Cha chia tiến lên sân khấu ạ. Quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cha. Miền Phước Tỉnh và các miền Phước Hưng, dạ con rất hân hạnh được hôm nay được vào tham dự mừng lễ với lại Hội Đồng Hương Quốc Lâm tại Phước Tỉnh. Con xin giới thiệu một chút là con là Raphael Trần Văn Ti, là đan sĩ dòng Biển Đức. Hiện tại thì con đang phụ trách một đan viện ở Hòa Bình, miền miền Bắc của chúng ta, cũng gần quê hương Quốc Lâm, cái cách
Quất Lâm tầm hơn 100 cây số. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho con trong cái sứ vụ mới. Và con cũng cầu chúc cho mừng lễ Thánh Đức Mẹ Hồn Sắc Điên Trời. Con cũng cầu chúc cho quý cha, quý ban điều hành cũng như tất cả các bà con trong hội đồng hương Quất Lâm. Xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban cho quý vị sức khỏe, bình an và niềm vui trong cuộc sống. Con xin chân thành cảm ơn. Vâng, con cảm ơn cha rất nhiều ạ. Chúc cha nhiều sức khỏe và trung thành với sứ vụ mà Chúa đã trao cho cha. Và sau đây con xin được trân trọng kính mời ông trưởng tỉnh sẽ lên sân khấu để có đôi lời. Kính mời ông chủ tịch hội đồng hương Quất Lâm là ông Nguyễn Văn Tỉnh sẽ lên sân khấu để có đôi lời. Điều đầu tiên con cũng được phép thay mặt cho bà con hội đồng hương Quất Lâm và ban chấp hành của hội đồng hương Quất Lâm cũng gửi đến lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trọng kính quý cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý cô, kính thưa quý vị khách quý, quý vị ân nhân, thân nhân. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay thật là vinh dự cho hội đồng hương Quất Lâm, khu vực Phước Tỉnh, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Quý vị, quý khách, ông bà và hội viên về đây cùng chung vui với hội chúng con dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn tôn vinh Đức Mẹ Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, quan thầy của hội và ngày hội truyền thống hàng năm của hội nhằm tập hợp sự đoàn kết cao của mọi người trong hội với mục đích tương thân, tương ái cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống về tinh thần và vật chất, góp phần mình vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, làm giàu chính đáng, sống tốt đời đẹp đạo. Một lần nữa con xin gửi tới quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cố, quý vị khách quý cùng quý ông bà và anh chị em lời kính chúc sức khỏe. Và trong lúc thực thánh lễ không tránh khỏi sự thiếu sót, cũng mong quý cha, quý thầy, quý cố vui lòng thông cảm cho hội chúng con. Chúng con xin cảm tạ và trân trọng kính chào. Xin cảm ơn ông chủ tịch hội đồng hương Quất Lâm. Và kính thưa quý vị, sau đây kính mời lên sân khấu là ông Trùng Đông để nhận bằng ân nhân bậc đặc biệt thay cho cụ quản du xe Phạm Văn Tuất ở giáo xứ Phước Tỉnh. Kính mời ông Trùng Đông lên sân khấu. Kính mời ông trưởng trao cho ông Trùng Đông thật là nhiều cho hội đồng hương Quất Lâm. Xin một tràng vỗ tay chúc mừng. Cảm ơn. Cảm ơn ông rất nhiều. Và sau đây con xin được trao sân khấu này cho NC để NC điều hành sân khấu. Và có ca sĩ rất là hay đó, ca sĩ Ngọc Huệ cũng đã về dự với chúng ta. Xin một tràng vỗ tay chúc mừng. Dạ vâng, con xin được cảm ơn bác chính trưởng ban tổ chức với một phần điều hành hết sức là tuyệt vời. Và kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị khách quý, có thể nói hội đồng hương Quất Lâm khu vực Phước Hưng, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu có bề dày về truyền thống phát triển và đoàn kết. Điều đó được thể hiện qua con số 27 ngày hôm nay mà chưa hề có một hội đồng hương nào có thể vượt qua con số này ạ. Và con cũng hy vọng rằng với tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ở cạnh và trao ban xuống hội đồng hương của chúng ta, thì tương lai của chúng ta sẽ không chỉ là một con số nhỏ mà có thể là sẽ có những ngày mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của hội đồng hương Quất Lâm, có thể là lần thứ 50 hay 100 được không quý vị? Và một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng cho hội đồng hương Quất Lâm. Và con cũng có một lời chúc để gửi đến ban điều hành hội đồng hương Quất Lâm. Sẽ có thật nhiều sức khỏe và lòng nhiệt huyết để đưa hội đồng hương của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.
Và kính thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, ngoài những món ăn rất tuyệt vời đến từ dịch vụ Nó Ăn Minh Hải, cũng như ekip thực hiện chương trình của nhà hàng tiệc cưới Kim Sơn 2 mang đến cho quý vị, thì quý vị ơi cũng đừng quên chương trình giao lưu ca nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì vậy, nếu quý vị nào chúng ta có niềm đam mê ca nhạc, xin mời quý vị chúng ta cùng tiến về khu vực phía âm thanh để cùng nhau đăng ký với Bích Đào nhé. Và giờ đây thì mở đầu cho chương trình giao lưu ca nhạc, con xin được kính mời quý cha và toàn thể quý vị cùng đến với tiếng hát rất ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Huệ. Xin mời quý cha và toàn thể quý vị thưởng thức. Trời xanh xanh bao la, mây trắng che che xóa, tia nắng từng bước chiếu trên đông đưa mà đàn chim 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 nhỏ đang siêu siêu xinh ngọt, tung cánh bay nhẹ nhàng trên cánh lá đà. Xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ nữ bên đông luôn ca lời mơ màng. Tiếng tang 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 tinh 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 tinh, xúc xích nâng nhẹ tim buôn nhẹ mơ màng. Thank you.
Chúa như mưa như
có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý cha cùng toàn thể quý vị cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt đến từ giới hiền mẫu giáo xứ Tân Phước. Xin được mời quý cô cùng tiến về sân khấu ạ.
Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con xin được đại diện cho nhóm hiền mẫu của giáo xứ Tân Phước, xin được gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố cùng toàn thể quý khách xa gần lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố cùng toàn thể quý khách, thật là một niềm vinh dự lớn lao cho chúng con khi ngày hôm nay được nhận lời mời từ gia đình anh chị Tĩnh. Chúng con rất là hạnh phúc và vui mừng biết bao khi đây là lần đầu tiên chúng con có cơ hội được tham dự thánh lễ của Hội đồng Hương Quốc Lâm, cũng như có cơ hội được đứng trên sân khấu ngay lúc này. Vâng, và để hòa chung với niềm vui của ngày kỷ niệm 27 năm thành lập Hội đồng Hương Quốc Lâm, chúng con sẽ có những tiết mục nho nhỏ. Xin kính mời quý cha và mọi người cùng đón xem. Vâng, xin cho chúng con một tràng pháo tay thật dài và lớn để cổ vũ cho chúng con được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Ngày hôm nay con với mẹ đồng hành, ngày hôm nay con với mẹ dâng thân, giữa cuộc đời giông tố nguyện một lòng mãi nhớ có mẹ bên con, tin vững xa hồn con ta khen thiên chúa vang hồi mọi nơi, luôn xin vâng như đức mẹ chúa trời, một lòng phó thác vào tình yêu chúa chỉ lối dẫn đưa, xin cho con đến mỗi nơi men đẹp tươi, mang yêu thương tô thắm mọi nẻo đường, nhiệt thành hăng hái mở lòng nhân ái, chiếu rọi muôn nơi ánh sáng chúa trời. Một lòng mãi nhớ có mẹ bên con, kiên vững xa hồn con ca khen thiên chúa vang hồi mọi nơi, luôn xin vâng như đức mẹ chúa trời, một lòng phó thác vào tình yêu chúa chỉ lối dẫn đưa, xin cho con đến mỗi nơi men đẹp tươi, mang yêu thương tô thắm mọi nơi đường, nhiệt thành hăng hái mở lòng nhân ái, chiếu rọi muôn nơi ánh sáng chúa trời. Con ca khen thiên chúa bao ngôi mọi nơi, luôn xin vâng như đức mẹ chúa trời, một lòng phó thác vào tình yêu chúa chỉ lối dẫn đưa, xin cho con đến mỗi nơi men đẹp tươi, mang yêu thương tô thắm mọi nẻo đường, nhiệt thành hăng hái ánh sáng chúa trời, chiếu rọi muôn nơi ánh sáng chúa trời.
1, 2, 1, 2, 3. Anh em ơi, ta cùng nhau ra khơi, ta tha khơi đi về muôn nơi, cho muôn nơi ta niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù bay chơi vơi, bay chơi vơi không ta buông lời. Anh em ơi, xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua qua muôn ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương. Phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương, đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu cả một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta lướt qua muôn ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương. Phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương, đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu cả một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Em ơi, ta cùng nhau ra khơi, ta ra khơi đi về muôn nơi, cho muôn nơi ta niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù bao chơi vơi, bao chơi vơi không ta buông lời. Anh em ơi, xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Trái tim ai đang sầu vương, đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Dạ, quá là tuyệt vời phải không quý vị? Và xin được cảm ơn anh trai với một láng bông rất tuyệt vời để dành tặng cho các chị, các cô ạ. Và xin được cảm ơn các chị, các cô với một thông điệp vô cùng ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay về lòng ngợi ca ngôi bà Thiên Chúa Mẹ Maria thông qua đời sống bác ái, hiệp thông và nhiệt huyết ạ. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của một ca sĩ đến từ Hội Đồng Hương Quất Lâm. Xin được mời tiếng hát của anh Thịnh. Dạ, không biết là anh Thịnh đang ngồi ở đâu rồi ạ? Dạ, xin được mời anh Thịnh ạ. Và sau ca khúc này thì xin được mời ông Trùm Phi đến từ Hội Đồng Hương Phương Chính có sự chuẩn bị. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Thịnh gửi tới toàn thể quý khách ở đây có một sức khỏe dồi dào và mọi việc thành công. Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng. Sau đây Hoàng Thịnh xin gửi tới cả nhà ca khúc được mang tên Một Khúc Dân Ca, Một Câu Quan Họ. Cả nhà cho Hoàng Thịnh tràng pháo tay đi ạ. Đúng rồi, đúng rồi.
một đèn đầm sâu cầu dân ca Nam Bộ. Em hát tặng anh câu ca quan họ yêu nhau cười áo cho nhau. Ngoài Bắc mùa này đang trổ hoa lâu, trong Nam bây giờ hoa mang nắng tím nở, hoa của truyền tình yêu ngọt đêm khi trăng lên ngồi tựa màn hình. Anh với em quê ở hai miền, anh ở sông Tiền em cùng quan hoan hò. Nghe tiếng đàn hầu ta xinh lại gần nhau, nghe âm tiếng đàn ta ở cạnh nhau. Anh với em quê ở hai miền, trăng soi rừng tràng trăng sáng trong đồng hồ. Bỗng thấy lòng mình nặng đau thương nhớ, người ơi người ở đứng một nét đầm sâu cầu dân ca Nam Bộ.